Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vũ Việt Á, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ký tết nói gì trước khi bị bắt? Thưa quý vị và các bạn, trước khi bị bắt, Thượng tá Hồ Anh Sơn, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ký xét nghiệm COVID-19 đã từng chia sẻ với báo chí rằng ông rất buồn và bức xúc với những sai phạm của công ty Việt Á. Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố thông tin liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19, còn gọi là kit test, do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất. Theo thông tin này, việc sản xuất bộ kit test là đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, tên đầy đủ là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019. Có kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước lên tới gần 19 tỷ đồng. Cuối tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2, gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam hàng loạt bị can. Tại cuộc họp báo ở Bộ Công an chiều 28 tháng 12 năm 2021, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi: vì sao một đề tài nhiệm vụ quốc gia sử dụng tiền ngân sách nhà nước lại trở thành sản phẩm ứng dụng chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân? Việc này tạo tiền đề cho công ty Việt Á thổi giá bộ kit test thu tiền. Cơ quan công an nhận định thế nào về việc này? Trả lời câu hỏi trên, đại diện Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03, Bộ Công an cho biết: nhiệm vụ của cơ quan điều tra là điều tra triệt để, xử lý nghiêm hành vi sai phạm nếu có. Còn nội dung cụ thể đến đâu, chúng tôi sẽ làm rõ đến đó. Chúng tôi sẽ điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm. Cũng liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty Việt Á, trước đó trả lời báo chí, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y cho biết, ông rất buồn và bức xúc. Ông muốn cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc, tránh để dư luận hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học, những người ngày đêm theo đuổi để nghiên cứu thành công kit xét nghiệm. Thượng tá Hồ Anh Sơn khẳng định, những sai phạm mà cơ quan điều tra đề cập đến không liên quan quy trình nghiên cứu. Chia sẻ thêm với báo chí, Thượng tá Hồ Anh Sơn cho biết, các nhà khoa học của Học viện Quân y đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu thành công quy trình chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR, sàng lọc và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng 2019 nCoV tại phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu quả bộ sinh phẩm trên thử nghiệm lâm sàng. Học viện Quân y không có chức năng sản xuất cũng như phân phối thương mại sản phẩm. Trước câu hỏi của báo chí về việc vì sao công ty Việt Á lại được tham gia vào đề tài nghiên cứu trên, Thượng tá Hồ Anh Sơn giải thích, công ty Việt Á tham gia cùng nhóm từ những ngày đầu nghiên cứu là bởi tính cấp bách. Hai giai đoạn được tích hợp là một, việc chuyển giao gần như đồng thời giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị sản xuất để cùng nhau thẩm định kết quả, kịp cho việc sản xuất kit phục vụ phòng chống dịch. Bởi chuyển giao từ quy mô phòng thí nghiệm sang sản xuất mở rộng, cần được nghiên cứu tối ưu tiếp tại cơ sở sản xuất. Ông nói thêm, công ty Việt Á cũng là đơn vị được hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đề tài lựa chọn là đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Tại thời điểm đó, công ty Việt Á là đơn vị có năng lực sản xuất kit test. Họ đã có một số bộ kit test được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trước đó. Cơ sở sản xuất của Việt Á đạt chứng chỉ ISO 13485/2016. Còn theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì đề tài nghiên cứu trên là Học viện Quân y, do Thượng tá Hồ Anh Sơn làm chủ nhiệm đề tài. Ngoài ra, tham gia thực hiện đề tài còn có 16 thành viên khác thuộc nhóm nghiên cứu, trong đó có 4 thành viên thuộc công ty Việt Á. Trong đó, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt Á, đã bị khởi tố bắt tạm giam là thành viên nghiên cứu chính trong nhiệm vụ này. Ngày 8 tháng 3, Bộ Quốc phòng cho biết chấp hành kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ 21. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc Học viện Quân y trong việc nghiên cứu bàn giao đề tài chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty Việt Á. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá, sai phạm của một số cán bộ thuộc Học viện Quân y là nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.
Liên quan đến sai phạm nói trên, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự, Học viện Quân y, về tội tham mô tài sản, quy định tại khoản 4 điều 353 và tội lợi dụng chức danh quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng còn khởi tố bắt tạm giam Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 26 bị can với các tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản. Đặc ân cho phu nhân nguyên bí thư Thành ủy Kon Tum. Thưa quý vị, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền. Bà Nguyễn Thị Ánh chính là vợ của ông Lê Đình Quang, thời điểm đó là đương kim bí thư Thành ủy Kon Tum. Ông Quang đã nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2018. Bà Nguyễn Thị Ánh có thửa đất số 144, tờ bản đồ số 26, diện tích 3.739,9m2 liên quan đến việc thu hồi đất để phát triển quỹ đất theo dự án được phê duyệt vào năm 2010. Tuy nhiên, theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình vào tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, hai con đường đã được di rời từ 21 đến 70m so với quy hoạch phê duyệt ban đầu. Nhờ vậy, bà Ánh chỉ mất 280,5m2 đất và nghiễm nhiên toàn bộ thửa đất còn lại được bao quanh bởi 4 con đường. Kết luận của Thanh tra Chính phủ khẳng định, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum ban hành các quy định thu hồi diện tích 280,5m2 của bà Nguyễn Thị Ánh để làm đường giao thông là thể hiện sự tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện trạng hiện nay với vị trí lợi thế đặc biệt. Kết luận cũng chỉ rõ, Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền. Mặt khác, theo quy định thì tổng số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích đối với thửa đất của bà Ánh là 159 triệu đồng. Thực tế, cơ quan thuế địa phương này chỉ tính tiền sử dụng đất là 35 triệu đồng. Nghĩa là phu nhân đương kim bí thư Thành ủy được giảm 124 triệu đồng tiền thuế. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý. Với thửa đất giáp 4 con đường lớn, giá trị đất của bà Ánh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa kể, việc cố tình thực hiện sai quy hoạch gây tốn kém lãng phí ngân sách của nhà nước. Ở đây, người viết cũng băn khoăn sao việc lái đường để biến thửa đất thành 4 mặt tiền không xảy ra với thửa đất của người dân bình thường mà lại xảy ra với thửa đất của vợ bí thư Thành ủy. Và nữa, thửa đất đứng tên vợ bí thư Thành ủy thì chẳng nhẽ không thuộc tài sản của ông này. Việc điều chỉnh quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum được thực hiện vào giữa năm 2011. Trong khi đó, ông Lê Đình Quang được điều động giữ chức bí thư Thành ủy Kon Tum từ cuối năm 2010. Bởi vậy, nói ông Quang không biết sự việc này e rằng khó tin. Hay việc bê hai con đường đặt bên thửa đất nói trên là đặc ân mà các cơ quan hữu quan của thành phố này dành cho phu nhân bí thư như một món quà bí mật mà ông bí thư không biết. Ông Quang đã khẳng định trên báo chí rằng ông không chỉ đạo làm và rằng phường họ làm. Đấy, ông không biết, không liên quan đến việc đất cát của vợ mình đâu nhé. Bởi vậy, càng phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức đã gắp lửa bỏ tay bí thư, khiến dư luận hiểu nhầm ông. Người viết lại nhớ tới vụ việc những cán bộ cấp dưới đã quá nhiệt tình khi gắp thửa đất hai mặt tiền thuộc đất đấu giá để giao cho ông Huỳnh Cư, bí thư Thành ủy Huế, khiến dư luận nổi sóng trước đó. Và vụ việc này cũng được Thanh tra Chính phủ kết luận là thể hiện sự tùy tiện có dấu hiệu làm lợi cho cá nhân, làm thất thu ngân sách nhà nước. Liên quan đến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với thửa đất 4 mặt tiền của bà Nguyễn Thị Ánh, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ kiên quyết xử lý, ai sai đến đâu xử lý đến đó.
Dư luận mong chờ việc xử lý trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến sai phạm này một cách nghiêm khắc để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Không thể để một cá nhân được hưởng đặc ân mà phương hại đến lợi ích của cộng đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và mất lòng tin của người dân đối với chính quyền cũng như người đứng đầu địa phương. $19 tỷ nghiên cứu ký test, hộp cơm huyền thoại và tội danh tham ô. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ký test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, cơ quan điều tra đã bắt đầu làm rõ công việc của nhóm nghiên cứu công trình và bước đầu hé lộ một số chân dung ngụy khoa học. Anh em trong nhóm sinh hoạt tại chỗ, chúng tôi có những hộp cơm huyền thoại mang đi hàng ngày từ nhà hoặc đặt hàng từ bên ngoài. Có ngày 20 đến 21 giờ, chúng tôi nhốt mình trong viện và thường nói vui với nhau vì yêu COVID quá nên phải ăn ngủ cùng COVID. Đó là chia sẻ của Thượng tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Anh Sơn, là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu hai bộ ký test SARS-CoV-2 là Real-Time RT-PCR và RT-PCR. Trước khi xảy ra vụ án ký test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đã có nhiều tuyên bố từ cán bộ thuộc Học viện Quân y về sự thành công của sản phẩm nghiên cứu, về công lao, công hiến và trí tuệ của các nhà khoa học tham gia chương trình. Có nhà khoa học được ngợi ca là bóng hồng quân y ăn ngủ trong phòng thí nghiệm để điều chế sinh phẩm Made in Việt Nam giữa đại dịch COVID-19. Nhưng cũng liên quan đến vụ này, diễn biến hình sự không như những câu chuyện nghiên cứu khoa học say sưa đêm ngày đầy chất công hiến như những câu chuyện được kể. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y về tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 điều 353 và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Chưa biết tham ô những gì, nhưng đề tài này được ngân sách chi 19 tỷ đồng cho công tác nghiên cứu. Những người có liên quan đã chi số tiền này như thế nào cần phải làm rõ. Nhóm nghiên cứu có 2 tiến sĩ, các thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tổng cộng khoảng 10 người. Không nên vội vờ đũa cả nắm, mà phải công khai và minh bạch thông tin ai trong số nhà khoa học này có đóng góp thực sự, làm việc vô tâm vô tư, ai lợi dụng danh nghĩa khoa học để trục lợi cá nhân. Trước khi bị bắt, Thượng tá Hồ Anh Sơn có nêu ý kiến, cơ quan điều tra làm rõ sai phạm, đúng người, đúng việc, tránh để dư luận hiểu sai, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà khoa học. Hy vọng, trong các nhà khoa học tham gia đề tài nghiên cứu hai bộ ký test SARS-CoV-2 là Real-Time RT-PCR và RT-PCR có những người đã hết mình công việc, ăn những hộp cơm huyền thoại và không tham ô. Bộ Công an đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu việc hỗ trợ dân trong COVID-19. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ dân trong đợt dịch COVID-19. Theo nguồn tin của phóng viên báo chí, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ người dân nghèo khó khăn trong đợt dịch COVID-19 tại địa phương này. Việc cung cấp tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan nội dung, kết quả thực hiện đến nay đối với chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống COVID-19 ở thành phố theo nghị quyết số 09, số 97 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cần cung cấp kết luận thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù phục vụ phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các vụ việc sai phạm đã phát hiện cùng kết luận xử lý. Các tài liệu trên sẽ được báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các cấp. Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đề nghị các tài liệu trên cần được cung cấp trước ngày 19 tháng 2.